Ngày 12 tháng 7 năm 2021 là ngày đầu tiên đoàn cán bộ và sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến khu công nghiệp Hòa Phú hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho công nhân và truy vết các trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại khu công nghiệp này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đây là đợt xuất quân chi viện lần thứ hai cho các tỉnh. Đợt ra quân chi viện hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long lần này với số lượng 98 cán bộ, sinh viên. Tất cả cán bộ, sinh viên đều được tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, nhà trường cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn bài bản về truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân COVID-19 cho đoàn cán bộ, sinh viên. Là sinh viên năm 3 ngành xét nghiệm, K44, em Võ Thị Tiến, quê ở xã Tân An Hội, Mang Thít, không giấu được niềm tự hào khi tham gia cùng đội hình truy vết của trường để hỗ trợ tỉnh nhà Vĩnh Long chống dịch COVID-19. Nghe tin số ca mắc trong tỉnh Vĩnh Long tăng nhanh, đặc biệt quê Mang Thít của em đã xuất hiện nhiều ca bệnh, nên khi có thông báo đi hỗ trợ là em đăng ký liền, được tham gia chống dịch. Tụi em hy vọng với kiến thức đã được học sẽ góp phần nhỏ để mong tỉnh nhà sớm dập được dịch, Tiến cho biết. Còn em Trần Thị Phương Mai, quê An Giang, cho biết đây là đội thứ hai của trường đi vào vùng dịch có nhiều ca bệnh cộng đồng ở tỉnh, nên có chút lo lắng vì không biết gặp F không lúc nào. Song, tụi em tham gia với tinh thần quyết tâm rất cao, vừa hỗ trợ chống dịch vừa đảm bảo an toàn, hy vọng em sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Còn em Bùi Thị Thùy Quyên, quê huyện Đầm Dơi, Cà Mau, đang học năm 3 ngành xét nghiệm cho biết, em quyết định đăng ký ngay khi nghe tin trường phát động. Gia đình cũng rất ủng hộ quyết định này, vì đây là một việc làm ý nghĩa cho cộng đồng. Đây là mùa hè tình nguyện ý nghĩa nhất. Những ngày cùng hỗ trợ chống dịch sẽ là những ngày thực hành ý nghĩa nhất trong đời sinh viên. Tụi em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thùy Quyên nói. Theo tiến sĩ, bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ 12 đến ngày 15 tháng 7, gần 100 cán bộ, sinh viên chi viện của Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ thực hiện các công tác phân luồng, truy vết, xét nghiệm 3 ca trên ngày để sàng lọc cho công nhân khu công nghiệp Hòa Phú và khu công nghiệp Bình Minh. Qua đó, giúp ngành y tế sàng lọc những công nhân có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 để kịp thời khoanh vùng, cách ly điều trị, để có thể nhanh chóng dập dịch. Theo dự kiến, mỗi ngày lực lượng sẽ xét nghiệm từ 7.000 đến 8.000 mẫu. Qua kết quả xét nghiệm tại khu công nghiệp, ngành y tế đánh giá tình hình dịch bệnh ở khu công nghiệp để có phương án chống dịch phù hợp, phân luồng các nhóm đối tượng nguy cơ, xử lý kịp thời các tình huống tiếp theo. Phó Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết, tình hình dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Long vẫn đang diễn biến phức tạp, khi đến sáng ngày 12 tháng 7 ghi nhận tổng cộng trên 170 ca mắc cộng đồng. Riêng ổ dịch tại công ty Tị Xương đến nay đã ghi nhận 128 ca mắc. Những đóng góp cả về vật chất, tinh thần và đặc biệt là con người là hết sức có ý nghĩa, nhất là ở những điểm nóng. Đợt chi viện lần này của trường Đại học Y Dược Cần Thơ ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Long lấy mẫu và truy vết nhanh các đối tượng có nguy cơ cao để ngành y tế kịp thời khoanh vùng một cách hiệu quả, cố gắng dập dịch trong thời gian sớm nhất. Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Vĩnh Long có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và trường Đại học Y Dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực y tế là sinh viên, giảng viên của trường trong công tác phòng chống, dập dịch, hạn chế không để dịch bệnh lây lan diện rộng trên địa bàn, đặc biệt là trong việc xử lý chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Hòa Phú với số lượng công nhân đang làm việc khoảng 33.000 người. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi kênh của Rolex Nguyễn. Mình chúc mọi người sức khỏe và bình an. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để cập nhật được những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Vĩnh Long nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.